Mọi người thường làm gì với nỗi sợ của mình? Thường thì mình sẽ xác nhận nó. Mình có một cái bác mình gọi là bỏ danh, khoảng 3-4 năm gì đó thì họ mới quay trở về. Thì trước đó đó là bỏ danh đó, là chơi rất là thân với là cái nhóm của ba mình. Và ba mình nó nhậu chừng mực lắm. Hôm đó không biết sao là tới 1 giờ mới mà chưa thấy về luôn nha. Cái mình nằm ở trong giường của mình á, thì mình thấy mình thắc mắc là trời sao giờ này chưa về nữa trời. Mẹ mình á thì lúc đó là đang ở bên bà ngoại để mà chăm sóc cho bà, tại bà nằm liệt giường mà. Tối mà khuya á là mấy cái xe ben, xe tải á, nó chạy rất là ghê, nó chạy mà nó rú ga, mà mình tưởng tượng là nó đi qua mấy cái ngã tư là nó không thèm dừng luôn á. Rồi xong rồi tới lúc á mà mình nghe cái tiếng xe tải nó thắng két, cái lúc đó tự nhiên cái trong đầu mình tưởng tượng ra cái hình ảnh là ba mình nằm dưới bánh xe bị xe tải cán, cái mới thấy ghê quá. Thế là mình mới bật dậy liền, mình lấy xe mình chạy qua nhà bác Đức để mà mình xem tình hình sao, rước ba về chứ không để ba. Bình thường thì ba mình hay đi xe đạp để đi đây đó đó, thì đi nhậu thì cũng đi xe đạp gì đó thì nguy hiểm ghê đó. Thế là mình mới chạy tới nhà bác Đức để mà mình rước ba mình về. Thì lúc mà tới thì mình thấy cái khung cảnh nó yên bình thôi. Bác Đức thì ngồi dựa vô trong cái ghế sofa đằng sau nè. Ba ông thì ngồi dưới đất nha. Bỏ danh thì hơi gục cúi xuống, cấm cái bụng thì cúi xuống xíu thôi, nhưng mà vẫn đang nói chuyện với nhau bình thường. Còn ba mình thì là tỉnh nhất. Ba mình là kiểu giống như vừa mới thấy mình tới là bắt đầu là chống tay vô ghế đứng lên, giống như thấy có vị cứu tinh hay gì á, đứng lên. Xong rồi cái nói thôi tôi đi về, nói với hai ông kia là thôi tôi đi về với con gái cưng của tôi đây đó. Thì khi mà mình xác nhận cái nỗi sợ của mình như vậy á, bằng một cái hành động cụ thể, thì mình sẽ thấy được là mình, cái nỗi sợ của mình có khi là nó không có thật, và nó không có nên phải chiếm quá nhiều trong tâm trí của mình. Một cái ví dụ thứ hai đó là lúc mà mình đi coi phim. Bình thường thì mình không có thích coi phim kinh dị đâu nha, tại vì mình cảm thấy là nó bất an á, nên là nhưng mà cái hôm đó đó thì là một cái buổi mà sinh hoạt ở ngoài, sinh hoạt tôn giáo ở ngoài nhà thờ, thì họ có chiếu một cái phim là cái cuộc thương khó của Chúa Giêsu trên màn ảnh rộng. Thì trong cái phim đó nó có một cái con quỷ, mình không biết cái con đó là gì, sau này mình về mình hỏi lại á thì mình mới biết nó là con quỷ Satan. Nó là một cái con mà cái da nó nhăn nhúm, nhìn mới đầu nhìn thì tưởng là một bà sơ mắt thâm quần đang ẵm một cái em bé, nhưng mà lúc mà nó quay ra thì là cái mặt nó nhăn nhúm rất là ghê, con mắt nó bị sệ xuống như nè đó. Lúc mà về thì tự nhiên mình lại đi ngang qua cái cầu thang mà hướng đi xuống cái tầng gác mà của anh mình đã từng ở, mình thấy con quỷ nó đang đứng ở đó, nhìn lên, đi ngược lại mình nhìn coi phải nó đứng không, đứng thiệt không, thì nó không phải. Đó chỉ là cái ám ảnh hay là cái nỗi sợ gì đó của mình thôi. Nỗi sợ khác nó cũng nhẹ nhàng hơn, đó là mình thắc mắc là không biết là mình có thể triển khai một cái bộ tranh tường vẽ trong phòng một mình hay không. Trước đây thì mình có vẽ tranh tường với lại nhỏ bạn của mình, nhưng mà là tranh đơn sắc. Sau đó thì mình muốn vẽ một cái bức là mình cứ bắt tay vào làm thôi. Mình vẽ dần dần, cái gì sai thì mình sửa. Và cuối cùng á thì mình cũng có thể vẽ được một cái bức tranh tường này nè, nhìn cũng tạm ổn. Mình phản hồi với nỗi sợ đó là mình sẽ xác nhận nó. Nỗi sợ nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới cái tâm trí cũng như là những cái niềm vui khác trong cuộc sống của mình.